Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream của Quang Trung Ô Tô ngày hôm nay. Và sau lưng em đây là một chiếc xe Hyundai Elantra đời 2017, số tự động, bản 1.6. Về phần đầu tiên thì em xin mời tất cả các anh chị cùng đi theo em quan sát một vòng chiếc xe này để chúng ta biết rõ hơn về cái mẫu mã của chiếc xe này cũng giống như là về cái màu sắc của nó. Và vừa rồi thì em vừa đi một vòng cho tất cả các anh chị xem sơ lược về chiếc xe này. Đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe này thì đầu tiên đó chính là cái phần đầu xe. Mặt ca lăng của xe thì được thiết kế theo dạng thanh ngang với những cái đường viền được ốp mặt chrome rất là sang trọng. Và tiếp theo đó chính là cái phần đèn của xe. Đèn của xe thì còn rất là sáng bóng, không có hiện tượng bị ố vàng, giúp cho chúng ta vận di chuyển trên đường một cách dễ dàng hơn, không bị che khuất về tầm nhìn. Và xe cũng đã được trang bị đèn gầm. Và phần tiếp theo đó chính là cái phần thân xe, thì em mời tất cả các anh chị xem về cái phần mâm và bánh xe này. Thì cái phần mâm của xe này thì xe sử dụng cái phần mâm là 16 inch, còn rất là mới, không có hiện tượng bị xước, bị cắt đá chém vào. Về phần vỏ thì vỏ cũng còn rất là dày, giúp chúng ta di chuyển an toàn hơn. Và đối với cái vỏ này thì anh chị có thể sử dụng khoảng tầm 3 đến 4 năm nữa thì mình mới cần thay vỏ mới, giúp hạn chế được cái phần chi phí khi mà mua xe về sử dụng. Còn phần bên trong này là phần đĩa phanh cũng còn rất là sáng bóng, không có bị xước, cũng không quá mòn, chứng tỏ là xe vẫn còn sử dụng cái phần này rất là ổn. Và đây là phần gương chiếu hậu của xe. Xe này đã được trang bị cái phần gương chiếu hậu có tích hợp đèn xi nhan. Đèn thì được gập điện, chỉnh điện. Cái phần viền của xe thì được trang bị cái ốp chrome từ phần đầu xe đến phần đuôi xe, giúp xe nó sang trọng hơn. Cái phần tay nắm cửa này cũng được mạ ốp chrome. Về phần sơn xe thì đối với cái con xe này, sơn xe tầm khoảng 80%. Khi mà mua xe về thì bên em đã có dặm và đánh bát lại những cái phần xước. Còn ngoài ra thì tất cả đều là sơn zin của xe. Về phần gầm thì xe này còn gầm rất là chắc chắn, không bị han gỉ, mục mọt. Và đây là phần cửa của xe. Chỉ của xe, chỉ của cửa xe thì vẫn còn rất là đẹp, không có bị đứt gãy hay là mất 1cm nào hết. Và bên ốc của cửa, ốc bản lề cửa thì cũng còn nguyên, không có hiện tượng bị tháo gỡ. Đây, và đây là cái phần ốc cửa sau của xe cũng như vậy, còn rất là mới, không bị tháo gỡ. Phần chỉ cửa sau của xe cũng như vậy, còn rất là đẹp. Và tiếp theo thì mời tất cả các anh chị cùng xem cái phần đuôi xe. Thì theo chúng ta nhìn thấy thì hai phần của xe nó đều cân đối, không có hiện tượng lệch về phía bên nào hết, chứng tỏ là xe chưa có hiện tượng va chạm. Và đây là phần cốp xe. Cốp xe thì phần chỉ nó cũng còn rất là liền lạc, không bị đứt gãy. Và đây là phần bên trong phía dưới của cốp xe. Đây là bánh sơ cua của xe, còn rất là ổn, không có mòn, còn rất là dày, lớp còn rất là dày. Và đây là cái bộ dụng cụ để mở cái phần bánh xe cũng như lắp đặt cái phần bánh xe sơ cua khi mà xe mình gặp sự cố.
những cái mảng nhựa ở đây còn rất là sạch và đẹp. Phần đèn xe cũng như vậy, không có hiện tượng ố vàng, giúp cái hiệu suất, hiệu năng cái hoạt động của đèn nó đạt hiệu quả tối đa. Đến cửa sau bên phụ cũng giống như là những cánh cửa ở bên tài, thì những đường chỉ của cánh cửa sau bên phụ còn rất là liền lạc. Những cái ốp tay không có hiện tượng bị xước quá nhiều, chứng tỏ là chủ trước sử dụng rất là kỹ. Và ở đây người ta cũng đã dán đề can. Đây, cái này nếu mà anh chị thích thì có thể lột ra. Đấy, bên trong nó sẽ còn rất là mới, rất là còn nguyên bản của nó luôn. Tại vì cái này người ta đã dán đề can lên là chống xước cho xe. Đây, cửa trước cũng giống như vậy, cửa trước bên phụ. Đấy, ốc đồ còn rất là nguyên vẹn, đường chỉ, đường keo liền lạc. Sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị vào xem bên trong cái phần nội thất của xe. Về phần nội thất thì xe này được trang bị cái phần nội thất với màu xám lam chuột. Cảm giác rất là dịu, màu rất là dịu và ấm áp. Về phần táp lô thì vẫn còn rất là mới. Đây. Nắp táp lô vẫn còn rất là mới nha anh chị. Màn hình của xe thì vẫn còn là màn hình cảm ứng zin theo xe, có kết hợp cam lùi. Nếu mà các anh chị có nhu cầu sử dụng nhiều cái ứng dụng hơn thì chúng ta có thể lắp một cái màn hình Android khác hiện đại hơn. Và xe thì có hệ thống điều hòa auto hai vùng độc lập, có thể điều khiển hai vùng riêng biệt. Trên đây là phần cửa sổ trời của xe, giúp thoải mái hơn khi mà mình cảm giác đi vào những cái nơi như Đà Lạt, mình có thể ngó đầu ra để mà xem xe hay xem những cái phong cảnh. Phần nỉ nó vẫn là còn phần nỉ zin theo xe nha anh chị. Xe hiện tại thì đã đi được 54.000 km, chứng tỏ là từ đời 2017 đến bây giờ mà chỉ đi 54.000 thì xe này đi khá là ít. Về phần ghế là phần ghế da, ghế bọc da. Ghế còn rất là mịn, không có nhăn, vẫn còn rất là căng bóng. Phần ghế sau cũng giống như vậy luôn. Đây. Xe vẫn còn rất là đẹp, không có căng, không có bị nhăn giống như những cái chiếc xe đã sử dụng quá nhiều. Ở đây là cái phần hốc gió điều hòa phía sau của xe, giúp cái hàng ghế phía sau nó được điều hòa ổn hơn là đối với những chiếc xe chỉ có cái phần điều hòa phía trước. Và tiếp theo thì em xin mời tất cả các anh chị cùng xem cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Đây, và đây là cái phần khoang máy động cơ. Xe hoạt động rất là ổn, không có kêu quá to. Và đây là cái phần nắp capo của xe. Đây, phần ốc của xe còn rất là mới nha anh chị, không có hiện tượng bị tháo gỡ. Đây. Và cái phần đường chỉ của xe cũng rất là liền lạc. Đó, chứng tỏ xe này là nắp capo là còn nguyên zin, đường chỉ cũng zin. Chưa có hiện tượng va chạm ở phần đầu. Và về phần máy thì xe này là những cái phần con ốc của nó vẫn còn rất là đẹp, không có cái dấu hiệu là đã mở, và vẫn còn những cái chấm sơn của nhà máy. Đấy.
Đây, những cái chấm sơn của nhà máy còn rất là nhiều. Xe này máy móc vẫn còn rất là ổn. Và đối với con xe này thì bên em cam kết cho tất cả các anh chị là xe không đông đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số là vẫn còn nguyên bản theo xe. Nếu mà nói như sai á thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đấy, anh chị có thể mua về nhà rồi trong vòng 3 ngày thì hoặc là đối với 300 km thì anh chị phát hiện ra lỗi thì bên em sẽ thu hồi xe về và hoàn toàn lại hoàn trả lại hoàn toàn cái phí mà anh chị đã mất. Đây, những cái bát, những cái mặt trước của xe nó vẫn còn rất là cứng, không có hiện tượng là bị rục rịch hay là lỏng. Đây là phần bát đèn của xe. Đây, khi mà anh chị kiểm tra đèn á, kiểm tra cái phần đầu xe thì chúng ta nên kiểm tra phần đầu tiên là phần ca lăng, sau đó là cái phần đèn. Đấy, kiểm tra những cái bát đèn, nếu mà xe đã có hiện tượng va chạm á thì những cái phần bát đèn này sẽ dễ rất là bị gãy. Nhưng mà đối với con xe này thì những cái phần bát đèn cũng giống như những cái phần chân đèn của nó vẫn còn là chắc chắn, không có hiện tượng là bị tháo rời. Đây. Và hiện tại thì con xe này đang bày bán bên salon Quang Trung Auto. Thì nếu anh chị nào quan tâm đến chiếc xe này thì hãy gọi vào số hotline là 02543 777 888 hoặc đến trực tiếp của salon Quang Trung tại 4143 quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để được chuyên viên tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo.